hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào anh em nhé. Thì ngồi cạnh mình đây là anh Tiến, chủ của trung tâm chăm sóc xe hơi Tiến Mai. Thì anh Tiến đây, thì hôm nay anh em cũng có cái công việc đi qua đây, thì cũng vào để thăm và kiểm tra máy móc cho anh. Và cái thứ hai nữa là xem cái tình hình kinh doanh, cái khách hàng sau một tháng khai trương thì như thế nào. Đấy, thì anh Tiến có thể chia sẻ cho anh chị em một chút được không ạ? Thì trong quá trình mà trong một tháng vừa qua thì máy móc anh cảm thấy hoạt động như thế nào, và khách hàng thì đã dần dần thấy làm quen với cái công nghệ của mình chưa, cái quy trình của mình chưa? Báo cáo với ba anh em là chung là mình hoạt động được một tháng rồi. Dạ. Không phải là máy móc thì mình đầu tư máy móc, anh em đầu tư máy móc theo tiêu chuẩn cả nhập khẩu cả. Máy móc thì mình thấy hoạt động ổn định, nước rửa được thì sạch sẽ, nhà mình cũng làm chú đáo cho nên khách hàng họ cũng yên tâm để giao xe. Nhưng mà bước đầu thì đang thấy khách khứa đang còn chậm đúng không? Đang chậm mới mà anh. Vâng. Điều mà mong rằng thì với cái quy trình của mình làm hoạt động thì dần dần nó sẽ có khách, được kéo khách về. Còn đội ngũ của anh em chăm sóc bên công ty thì mình thấy rằng anh em nhiệt tình và tuổi trẻ hăng hái, nhiệt tình, chú đáo. Nên mình mong rằng là anh em phát triển hơn nữa. Chúc anh em là càng ký được nhiều hợp đồng và công ty càng phát triển. Cho em hỏi là từ hôm rửa xe, từ hôm khai trương đến bây giờ đã có khách nào chê chưa? Chưa. Chưa có khách nào khen đấy? Khen thì đấy cũng hầu như là khách đến đây là hầu như là đều khen. Là khen đúng không? Đa khéo là khen sạch, làm sạch sẽ đúng quy trình. Sợ nhất là chê là kỹ quá rồi đúng không? Và thì cũng cái tổ hợp của mình ấy thì như cái dự định ban đầu của mình thì là cũng để phục vụ cho khách hàng sẵn có của gia đình về cái mảng cà phê, rồi là giải khát, rồi là bia, karaoke. Thế thì đến hôm nay thì em có việc qua đây thì cũng thấy là khách hàng vẫn rất là đông. Đấy, rất là đông về những cái dịch vụ kia bổ trợ cho nhau. Thì mới đầu mở ra thì cái gì cũng thế thôi, cũng phải có thời gian làm quen anh ạ. Đấy. Rồi là sau này một vài tháng sau thì bắt đầu mình tính toán mở thêm những cái dịch vụ gia tăng thêm. Thì sẽ lộ trình em nghĩ là nó sẽ phát triển rất là ổn. Đấy, về cái ngành xe này thì đúng như cái định hướng của anh em mình ban đầu. Đấy thì chúc cho anh và gia đình nhiều sức khỏe. Đấy và sắp tới là sẽ triển khai thêm nhiều dịch vụ hơn. Đấy, phát triển hơn trung tâm của mình. Đấy, để phục vụ bà con. Cảm ơn anh nhé. Đồng hộ công ty. Dạ.